Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của Người Việt ở Florida, USA. Kính thưa quý vị và các bạn, mấy tuần nay có lẽ quý vị và các bạn cũng thắc mắc là tại sao mình không có làm những cái video về cuộc sống Mỹ để post lên channel cho quý vị và các bạn xem. Thì tại vì hôm nay ở nhà có người thân nhập viện, cho nên cũng không có nhiều thời gian rảnh. Thì hôm nay mọi chuyện cũng tạm ổn. Thì bây giờ sẵn cái dịp mà vào bệnh viện với người thân của mình á, cho nên mình có quay một cái video về bên trong của bệnh viện ở Mỹ. Bởi vì bình thường khi đi khám bệnh á, thì mình không thể nào mà quay được ở phía bên trong của bệnh viện hết quý vị và các bạn. Bởi vì ở đây bệnh viện của Mỹ thì họ bảo vệ rất là chặt chẽ và họ cũng không có cho quay phim. Cho nên mình chỉ quay được một ít thôi. Thì hy vọng là nó cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn, nhất là những người mà ở Việt Nam, có một cái nhìn sơ lược thôi về bên trong của bệnh viện Mỹ như thế nào. Thì để mà đi được vào bên trong của bệnh viện, trước hết mình phải làm một cái thủ tục ở quầy tiếp tân ở bên ngoài, và bắt buộc là mình phải trình cho người ta cái ID. Tức là ở Mỹ này, mỗi lần mà cần ID thì người ta thường đưa ra cái driver license, tức là cái bằng lái xe quý vị và các bạn. Trong đó có hình của mình. Rồi mình phải nói mình vào bệnh viện để làm gì. Ví dụ như mẹ mình đang nằm trong bệnh viện, nằm ở phòng máy máy đó, thì người ta sẽ gọi vô, người ta hỏi ở trong đó có đúng là cái người đó tên đó, có người nhà cần gặp vậy đó. Thì sau khi mà ở trong đó chấp thuận cho mình vô thì mình mới được người ta chụp hình. Thì người ta sẽ in ra cái thẻ, cái đó gọi là cái thẻ để ra vào bệnh viện. Thì trong cái miếng giấy đó đó, cái thẻ đó có hình của mình. Đồng thời á, người ta cũng phát cho mình một cái thẻ khác. Thì nhìn nó giống như là một cái thẻ ngân hàng vậy đó. Nó cũng có một cái mã vạch đen và có cái số ký hiệu ở trên cái thẻ đó. Thì đây được coi như là một cái chìa khóa để mà mình dùng cái thẻ này đi qua cổng, thì mình quẹt một cái thì cửa nó mới mở cho mình vô. Và hoặc là đi vô thang máy cũng vậy, mình phải có cái thẻ này nè, mình mới có thể là điều khiển cái thang máy đi lên hoặc là đi xuống. Bây giờ thì sau khi làm thủ tục ở bên ngoài xong rồi, thì mình đã bước vào bên trong của bệnh viện. Mình đang đi trên cái hành lang dẫn vào thang máy. Chút xíu nữa vào thang máy, mình sẽ chỉ cho quý vị cách vận hành của cái thang máy trong bệnh viện này. Hồi nãy đang quay cái có người, cái mình sợ mình phải tắt máy. Bây giờ đang đứng ở trong thang máy rồi nè quý vị và các bạn. Nè quý vị và các bạn thấy không, ở đây có một cái hộp điều khiển. Bình thường thì cái đèn dài ở trên nó màu đỏ. Và khi mà mình dùng cái thẻ người ta đưa cho mình ở bên ngoài á, quẹt như thế này, thì cái đèn từ màu đỏ sẽ chuyển sang màu xanh. Tức là lúc đó mình có thể điều khiển những cái nút bấm. Đó, mình lên lầu 3 nên mình nhấn vào số 3 thì nó hiện lên cái đèn màu xanh. Và khi nó chớp đèn màu xanh như vậy thì thang máy nó mới bắt đầu nó vận hành đi lên trên. Rồi mình đã tới lầu 3 rồi đó. Mình đang bước ra. Bệnh viện ở đây nhìn như là khách sạn vậy đó. Nó không có cái ồn ào hay là cái mùi thuốc men gì giống như là những bệnh viện ở Việt Nam của mình. Đây, để mình lại mình quay cái sơ đồ cho quý vị và các bạn xem. Bạn đang đứng ở đây, ngay cái chỗ màu đỏ của cái tấm bản đồ này. Thì đây là sơ đồ để hướng dẫn. Rồi mình đi vô theo cái, đây là cái dọc hành lang để dẫn vô các phòng bệnh. Ở phía bên tay phải đó là khu vực thang máy mình vừa mới bước lên.
Nhìn thẳng vô cái cửa bên trong đó là các phòng bệnh đó quý vị và các bạn. Thực ra người ta không cho quay phim, nhưng vì muốn giới thiệu với quý vị và các bạn bên trong của bệnh viện Mỹ đó, cho nên mình quay đại thôi. Khi thấy có người thì mình phải tắt, nếu mà thấy nhân viên thì mình không có dám quay nữa. Ở đây có một cái phòng rất là đặc biệt. Thì thường ở trong những cái bệnh viện á, tôi có để những cái phòng như thế này để dành cho những thân nhân của người nằm viện ở đây. Họ thăm và họ muốn nói chuyện với lại bác sĩ về cái chuyện bệnh hoạn của người nhà của mình á, thì họ sẽ được mời vào trong cái phòng này. Ở đây bác sĩ sẽ giải đáp những cái thắc mắc mà người nhà họ muốn hỏi mà không muốn cho bệnh nhân nghe, thì họ có thể thảo luận ở cái căn phòng này. Hoặc là khi có những khi mà cần bác sĩ khám cho bệnh nhân á, thì người nhà cũng có thể là ra cái phòng này để mà ngồi chờ. Đẹp quá ha quý vị và các bạn. Đó, có tivi, rồi có ghế ngồi, ngoài này có bàn và có sách để đọc nữa. Thực ra có nhiều chỗ họ để luôn cả cà phê, trà và nước uống để cho khách người ta tới đây, người ta tự pha nếu người ta muốn uống. Đây là có cái hai cái cây để lấy nước uống. Trên lầu 3, cho nên quý vị và các bạn thấy có số 3 đó. Rồi để mình đi một dọc ở trên hành lang này cho quý vị và các bạn xem nha. Mình không dám đi qua những cái lầu khác đâu. Bởi vì người nhà của mình nằm ở lầu 3, cho nên mình tranh thủ xách cái máy đi vòng vòng một tí. Người nhà của mình á, thì nằm ở cánh cửa phía bên tay tay trái này nè. Quẹo vô, nhưng thôi để mình đi thẳng một tí nữa qua bên khu vực bên này xem. Để quý vị và các bạn xem. Ồ, không sao, cái này là bệnh nhân thôi, bệnh nhân và người nhà của họ. Đang đẩy cái bệnh nhân đi ra, chắc là đi vòng vòng dạo cho khỏi bị tù túng khi mình nằm một chỗ á mà. Mấy người này thì mình không sợ, tại vì họ không có quyền la mình khi mình quay phim. Nhưng mà nếu mà gặp nhân viên bệnh viện á, mà người dễ thì không sao nha, gặp người khó thì họ họ bắt mình phải tắt máy đó, không cho quay. Rồi đây là đi qua cái khu vực một cái khu vực để bệnh nhân nằm khác nữa. Để mình coi coi. Đây. Ở đây cũng có một cái chỗ để cho ngồi chờ, ngồi nghỉ ngơi. Và ngay cái cột này người ta cũng làm một cái ghế để xung quanh cây cột, nhìn thì cũng đẹp á và cũng rất là tiện dụng để cho bệnh nhân hay là những người đến đây họ có chỗ họ ngồi. Lầu 3 này là của chuyên khoa cardiology, tức là chuyên khoa về tim mạch. Trong khu này á thì là cái khu của điều trị bệnh tim mạch cho trẻ em. Cho nên họ rất là cẩn thận trong cái vấn đề mà an ninh. Nếu mà muốn bước vô trong những cái phòng bệnh ở bên trong này thì người ta biểu mình là làm ơn hãy nhấn cái nút intercom button, tức là cái nút nút gì ta? Nút mà liên lạc vào bên trong á để mà xin phép được vào phòng của bệnh nhân. Thì quý vị thấy nè, mình nhấn vào cái nút intercom button này là cái nút màu màu đen dài đó. À, thì khi mình nhấn đó cũng như mình nhấn cái chuông vậy đó. Rồi ở trong người ta sẽ hỏi mình muốn vào gặp ai, tên gì và phòng số mấy, thì mình trả lời qua cái chỗ mấy cái ô nhỏ nhỏ đó. Thì ở trong sau khi mà mình trả lời đúng hết á thì người ta ở trong người ta sẽ mở cửa và mình mới được đi vô bên trong. Ở Mỹ này nếu mà cái gì mà dính tới trẻ em hay là con nít á thì người ta rất là cẩn trọng. Nhất là ở trong những cái bệnh viện như thế này. Rồi bây giờ để mình quay ra, đi từ từ ra ngoài. Bệnh viện quá sạch sẽ, không quý vị và các bạn. Giống như là đi trong khách sạn vậy đó. Rồi bây giờ mình đi vô trong cái khu vực của người lớn nằm.
Vừa bước vào trong cái khu vực này thì mình thấy một cái quầy tiếp tân nho nhỏ, may quá không có ai hết. Rồi, bệnh viện rất là vắng vẻ, mà mình cũng lựa mấy chỗ không có người mình mới quay, tại vì lỡ mà gặp nhân viên bệnh viện á thì đâu có quay được đâu. Phía trước mặt mình là một cái phòng bệnh đó quý vị và các bạn, vì không có người nằm cho nên họ tắt đèn tối thùi à. Rồi bây giờ để mình vô trong phòng của người thân mình đang nằm nha. Trong điện thoại nó có đèn. Dạ, con biết rồi. Con không quay đâu. Không cho con quay gì, thôi con không có quay đâu. Để con quay xung quanh cái phòng thôi, con không có quay cái giường bệnh đâu. Con không quay dưới ra giường bệnh đâu. Đừng có la. Mà con cũng có chụp hình nữa. Con quay phim. Con quay đi con à, con. Con quay xung quanh thôi, con không có quay cái giường bệnh đâu. Đừng có la. Ngủ đi. Thân mình không có muốn mình quay cái giường bệnh á, tại vì người thân mình nói bệnh quay nhìn xấu lắm cho nên mình không có dám quay cái giường bệnh kỹ cho quý vị và các bạn cùng xem. Thực sự ra thì cái giường bệnh ở đây rất là hiện đại, hai bên á thì lại có những cái nút bấm để mà điều khiển cái giường, và cái giường này nâng lên nâng xuống rồi. Ở dưới thì có những cái bánh xe để đẩy đi, thí dụ như khi muốn đi chụp hình hay là đi siêu âm hay là đi cái gì đó bên ngoài cái phòng bệnh thì người ta có thể đẩy cái giường đi, nó rất là hiện đại. Rồi ngay cả ở phía dưới chân cũng vậy nữa, cũng có một cái máy mà để bóp cho máu nó lưu thông á, mình gác cái chân lên rồi có một cái bơm bơm hơi vô và họ bóp cho cái chân của người bệnh được lưu thông máu huyết. Cũng có thể đây là cái khoa tim mạch cho nên họ trang bị những cái thiết bị, những cái máy móc như vậy để phục vụ cho bệnh nhân. Thôi không có quay ở ngoài cái phòng bệnh nữa, để mình vô quay cái toilet ở trong cái phòng bệnh này cho quý vị và các bạn cùng xem nha. Rồi đây, đây là bên trong của cái toilet, bên trong của cái nhà vệ sinh. Ở trong nhà vệ sinh này quý vị và các bạn thấy có một cái sợi dây màu đỏ nối với lại một cái máy này không? Kêu người ta khi mà bệnh nhân vô đây mà có vấn đề gì đó thì họ có thể giật cái cọng dây này để mà nhờ sự giúp đỡ. Ở bên này cũng có một cái nữa. Bên trong này là cái khu vực để tắm. Và bước qua phía bên này là cái sinh để rửa mặt, đánh răng, súc miệng, rửa tay, có giấy lau tay, có kiến và có cả xà bông để rửa nữa. Đi vô bệnh viện mà nhìn giống như là ở trong khách sạn vậy quý vị và các bạn, rất là sạch sẽ. Từ ngoài phòng bệnh cho tới vô trong cái chỗ khu vực làm vệ sinh, sạch lắm. Để mình quay lại bên đây tí nữa cho quý vị và các bạn xem nha. Vì là cái khu vực nhà vệ sinh dành cho bệnh nhân cho nên họ phải để những cái chuông báo động như thế này nè, để khi mà bệnh nhân có bị cái sự cố gì đó thì bệnh nhân có thể vói tay nắm cái sợi dây và giật một cái. Thì ở trên những cái phòng trực ở trên á, y tá sẽ lập tức tới liền để mà giúp đỡ người bệnh và hai bên luôn. Còn quý vị và các bạn thấy không, cái bồn cầu sau khi mà được làm vệ sinh rồi á thì người ta gắn một cái tờ giấy để ngang như vậy đó, để cho bệnh nhân và những người sử dụng biết là cái bồn cầu này đã được làm vệ sinh và khử trùng sạch sẽ. Với lại ở đây là trong bệnh viện dành cho bệnh nhân xài cho nên những cái tay nắm á,
Quý vị và thấy không? Họ để xung quanh tường để cho người bệnh có thể tựa tay vào trên đó để cho an toàn. Rồi thôi, vậy là xong. Để mình bước ra ngoài. Bây giờ là mình đang đứng ở cửa sổ của phòng bệnh mà nhìn ra bên ngoài của khuôn viên bệnh viện nè. Ở bên kia đường mình thấy có cái hồ đẹp quá. Nhìn nước nó xanh, thiệt là xanh luôn. Chắc tại bây giờ trời đang màu xanh cho nên phản chiếu xuống cái mặt nước của hồ á, nhìn cái nước đẹp quá. Bây giờ là trời bắt đầu chiều rồi. Mặt trời cũng gần lặn rồi. Để mình coi giờ này khoảng 6 giờ rưỡi. Mà ở mùa xuân thì mặt trời lặn đã bắt đầu trễ rồi đó. Khoảng chừng 8 giờ thì mặt trời mới lặn hoàn toàn. Cho nên giờ này mình vẫn còn thấy sáng. Nhưng mà bước vào mùa hè thì có khi 9 giờ rưỡi thì mặt trời mới lặn. Bây giờ mở cửa sổ ra, kéo màn lên thì bây giờ thấy phòng bệnh mới thấy đẹp đó. Quý vị và các bạn có thấy cái tấm bảng mà họ để dưới cái tivi không? Ngay cái góc tường á. Thì trên cái tấm bảng đó người ta ghi ngày tháng năm, rồi ghi tên của bác sĩ, y tá chăm sóc cho bệnh nhân trong cái ngày hôm nay. Ồ, ở trên này có cái camera nè. Nãy giờ mình quay phim là người ta biết hết rồi đó. Thì ra cái camera này là để cho người ta ở trên phòng trực á, họ có thể nhìn xuống và họ thấy được bệnh nhân. Rồi bây giờ là mình phải đi về nhà để mình lấy một số đồ dùng của mình. Tại vì tối nay mình phải ở lại bệnh viện. Và như vậy thì sáng mai mình đi làm luôn. Thì tranh thủ cái lúc mà mình đi ra là mình cũng ráng quay thêm một số cảnh để quý vị và các bạn xem ha. Ở đây là cái khu vực mà ngồi chờ cái lobby ở trên lầu 3 chờ thang máy để đi xuống. Rồi bây giờ mình đang đứng trong thang máy và xuống tới tầng 1 rồi đó. Có một cái điều khác. Ở đây Mỹ họ gọi cái tầng 1 first floor. Tức là cái tầng trệt của mình đó. Ở Việt Nam mình hãy nói tới lầu 1 thì mình nghĩ là cái tầng trệt rồi tới lầu 1. Còn không, ở đây người Mỹ cái ở dưới đất á họ tính là một tầng. Như vậy khi mà họ nói á, là mình ở trên lầu 3, tức là Việt Nam mình á, thì chỉ là lầu 2 thôi chứ không phải là lầu 3. Nó khác một tí như vậy. Đây là cái hành lang dẫn đi ra bên ngoài bệnh viện. Và xe mình thì đậu ở ngay cái parking, ngay cái cửa đi ra vào luôn. Rồi thôi, video mình tới đây là hết rồi. Cái cánh cửa này á là cánh cửa đóng mở tự động. Chỉ có ở trong ra thì nó tự động mở thôi, nhưng ở ngoài không thể nào mà mở vô trong được hết. Mà ở ngoài muốn bước vô trong á thì quý vị và các bạn phải có cái thẻ như hồi nãy mình nói đó. Rồi xong. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video này của mình. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được mạnh khỏe. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha.